Xin chào mọi người, mình là Thiền. Hôm nay mình sẽ dẫn chuyên mục truyền nai đàn của Trung tâm Nghệ thuật Nai Đàn. Truyền nai đàn là một chuyên mục mà bọn mình muốn hướng đến cái mang một cái giá trị tốt đẹp, tích cực nhất đến tới mọi người. Thì mỗi số sẽ là một câu chuyện, một nhân vật hay là một chủ đề nào đấy. Khách mời hôm nay sẽ là bạn Việt Anh, một TikToker rất là nổi tiếng ở Nghệ An như mình. Lâu rồi chị với Việt Anh mới gặp nhau đúng không? Dạ đúng rồi. 2019 là 4 năm. 4 năm, cho nên 4 năm. 4 năm thì mình có cơ hội làm việc với chị Thiên. Bây giờ thì mình lại tiếp tục có cơ hội làm việc với chị Thiên một lần nữa. Mình sẽ theo kiểu tỉ tê với nhau nhé. Cái chủ đề sẽ là cái Gen Z sống không chờ đợi. Việt Anh cũng là một trong những người thuộc thế hệ này. Thì bây giờ Việt Anh có thể giới thiệu với khán giả chuyện này đấy về bản thân Việt Anh được không? Lần đầu tiên thì cho Việt Anh xin chào chị Thiên, chào các bạn khán giả của Trên Nai Đen. Mình là Việt Anh và mọi người thường biết tới với mình với cái tên là Anh Bộ Đội, với các clip chia sẻ về cuộc sống trong quân ngũ. Thì hiện tại thì mình có làm thêm những clip về ẩm thực và du lịch nữa. Thì ngày hôm nay cũng rất là vui khi được ngồi đây và nói chuyện về các vấn đề của Gen Z. Theo em cảm nhận thì Gen Z hiện tại là một trong những cái thế hệ mà rất là bùng nổ, vì là các bạn Gen Z thường thường là hiện tại đang sống trong một cái môi trường mà được tiếp xúc với công nghệ này, thì chúng ta tiếp cận được cả cái thông tin của nước ngoài hay là của trong nước nó nhanh hơn. Thì các bạn Gen Z hầu hết là những bạn có những cái năng lượng rất là tích cực, năng lượng rất là nhiều. Bản thân em cũng là Gen Z và cũng đã làm việc với các bạn Gen Z rất nhiều, thì em cảm thấy là các bạn đấy có một, hầu hết những cái bạn Gen Z thì thường thường sẽ có những cái tôi rất là lớn và có cái hoài bão rất là lớn, và các bạn dám nghĩ dám làm. Cho nên là năng lượng của Gen Z luôn luôn là một cái điều gì đó mà mình phải nhìn vào và ngưỡng mộ. Chị được biết là Việt Anh trước đây là có theo học chuyên ngành luật. Dạ. Thì bây giờ cái hướng của Việt Anh, Việt Anh có thể kể về cái quá khứ của mình khi đang học theo ngành luật đó. Khi mà em bắt đầu bước chân vào con đường đại học ấy, thì là mình cũng chưa có định hướng gì cả. Bản thân cái ngành luật cũng là một trong những cái sự lựa chọn mà mông lung của em. Thì em có theo học ngành luật trong khoảng 4 năm. Thì đó, sau đó thì trong lúc học thì em cũng có đi làm những cái công việc khác bên ngoài, ví dụ như là quay phim chụp ảnh hay là đóng TVC các thứ. Thì là có lẽ đó cũng là một cái cơ hội mà giúp em bén duyên với cái công việc hiện tại. Thì sau khi mà học xong này, đi làm và được một thời gian, thì em nghĩ là khi mà chúng ta bắt đầu chọn một cái ngành học nào đó thì chúng ta nên chắc chắn về cái quyết định của mình, hoặc là những cái công việc mình làm thêm ấy, nó sẽ liên quan đến cái ngành học của mình, thì lúc đấy sẽ hai thứ nó sẽ bổ trợ nhau tốt hơn, chứ không phải là một ngành học riêng biệt và mình đi làm một cái ngành riêng biệt. Thì khi đó chúng ta sẽ phải là chia thời gian ra cho hai việc đó, cho nên là chúng ta không hoàn thiện cái việc nào cả, cho nên là chúng ta có thể là phí những cái khoảng thời gian đi học đại học đó. Thật ra chị thấy cái việc mà học một ngành và đi theo một ngành khác bây giờ nó rất là phổ biến ấy. Ngay cả ví dụ như Việt Anh là Gen Z nhá, thì cái việc mà bắt đầu tốt nghiệp cấp 3 xong và chọn cho mình định hướng là học ngành gì, nó vẫn lu mơ đúng không? Tức là nó vẫn theo một cảm giác, nó không định hướng sẵn ấy, hoặc là không có ai định hướng cho mình. Thì so với thế hệ tụi chị ấy, thì cái đấy nó còn mơ hồ hơn. Đấy cũng là theo kiểu ngành này đang hot hay là thế này, chứ không có một định hướng là theo sở thích hay đam mê của mình. Sắp tới đây chúng ta cũng đang có một kỳ thi đại học của các bạn cấp 3. Thì cái việc mà chọn định hướng nghề nghiệp ấy, thì theo Việt Anh thì mình có cần phải phụ huynh định hướng hay là mình cứ theo cái đam mê của mình? Các bạn trẻ thì Gen Z theo huyệt em thấy là các bạn đã có cái định hướng trong đầu của mình rồi, và biết được cái khả năng của mình và mình muốn gì. Nghe theo bố mẹ cũng là một điều tốt, nhưng mà nếu như các bạn đã có cái định hướng của mình ấy, thì các bạn có thể là theo cái định hướng đó, vì là hầu hết các bạn Gen Z hiện tại với những cái công việc hiện tại của các bạn có thể làm, bậc phụ huynh của chúng ta không thể hiểu được, không thể hiểu rõ được những cái công việc hiện tại có rất là nhiều cái công việc mới, ví dụ như là những cái công việc liên quan đến các nền tảng mạng xã hội. Thì khi đó chúng ta cần sự tư vấn của bố mẹ, thì bố mẹ cũng không thể nào mà cho chúng ta cái sự tư vấn đó được. Bố mẹ chỉ có thể cho chúng ta những cái sự tư vấn về những cái công việc mà chúng ta biết của thời bố mẹ của chúng ta. Chứ hiện tại thì các bạn Gen Z hiện tại đang làm những cái công việc mà nó rất là mới trong những năm vừa rồi thôi,
chứ không phải là đã có từ trước đó rồi. Và cái định nghĩa những cái công việc đó bây giờ hiện tại cũng đang rất là mới, chưa rõ ràng. Cho nên là chỉ có các bạn Gen Z mới hiểu được cái công việc các bạn làm là gì. Cho nên là một là nếu các bạn theo những cái công việc, theo những cái ngành nghề truyền thống thì có thể cần nhờ sự tư vấn của bố mẹ hoặc là sự định hướng của bố mẹ. Còn nếu như các bạn năng động, nếu các bạn sáng tạo và các bạn ưa thích những cái công việc mà mới ấy, thì các bạn có thể tìm hiểu. Vì hiện tại là cái công cụ tìm hiểu cũng rất là nhiều, thì các bạn có thể tìm hiểu đó. Nói chung là cái gì mình không biết thì mình sẽ hỏi Google. Đúng rồi. Đúng thật ra đúng là để bố mẹ mình mà định hướng được cho mình trong cái con đường nghề nghiệp ấy, thì chị nghĩ là cũng rất là quan trọng cái nền tảng ấy. Bởi vì chị nghĩ nếu như mà mình bỏ ra 4 năm đại học để mình học một cái chuyên ngành mà mình không đam mê với nó ấy, và mình cũng thậm chí là mình không có sở trường, thì chị nghĩ 4 năm đấy nó chẳng có đúng nghĩa rồi. Gì cả, đúng không? Chị nghĩ là thật ra kể cả mình có thể là cái con đường đại học, cái chuyên ngành của mình chọn nó mình không thích, nhưng mà chị nghĩ mỗi một cái trải nghiệm của mình ấy, dù mình thích hay không, thì nó cũng sẽ mang lại cho mình những cái bài học, đúng rồi, những cái giá trị riêng. Đấy, chị nghĩ là như thế. Chị cũng biết khá nhiều người khi mà nhận được giấy báo nhập ngũ thì người ta cũng hơi sợ ấy. Bởi vì cái môi trường quân đội nó rất là nghiêm ngặt, nhưng mà lúc đấy nó lại là em coi nó là một tia sáng đối với cái chặng đường của em. Thôi các bạn trẻ hiện tại nhá, khi mà nhận được giấy báo nhập ngũ hoặc là có thông tin là mình phải đi nhập ngũ thì thường thường sẽ có một cái nỗi sợ, vì là thứ nhất các bạn đang được sống trong một cái môi trường nó rất là tốt, thoải mái về mặt giờ giấc, thoải mái về sinh hoạt. Thì khi mà các bạn nghĩ là mình vào quân đội thì sẽ bị gò bó như thế này như thế kia, rồi bắt đầu là các cái thông tin trên mạng xã hội thì nói về quân đội rất là nhiều liên quan đến các vấn đề nhạy cảm. Cho nên là các bạn có một cái nhìn, một cái mái xẻ trong đầu, là cái nhìn là lúc nào vào quân đội thì nó sẽ như thế này như thế kia. Đấy, bản thân em khi mà nhận được giấy báo nhập ngũ, bản thân em cũng rất là, thứ nhất là rất là bất ngờ, rất là lo, vì là không biết là vào để là như thế nào. Vì là mọi thông tin mình tìm được trên mạng xã hội ấy, đều là những thông tin khá là tiêu cực. Đấy. Thì nhưng mà mình nghĩ là bố mình cũng đi bộ đội như thế thì tại sao mình không đi được, và mình cảm thấy là bố mình là một cái hình tượng mà rất là tốt, thì mình cũng muốn được như vậy. Thì mình bắt đầu ok, thì mình bây giờ mình vào quân đội để trải nghiệm luôn. Thì cũng rất là may là khi mà vào trong quân đội huấn luyện ấy, thì thời gian đầu thì chắc chắn là chúng ta sẽ không được tiếp xúc với mạng xã hội, không được ngồi luôn cách ly hoàn toàn với tất cả. Không được giao lưu bạn bè. Không được giao lưu bạn bè. Không phải là kiểu là tôi muốn ngủ mấy giờ thì tôi ngủ, mà tôi muốn dậy mấy giờ thì tôi dậy, tôi muốn ăn khi nào thì tôi ăn. Hoàn toàn không, đúng không? Thay đổi hoàn toàn luôn. Em có nghĩ là cái truyền thống gia đình ấy, cái việc mà bố em là bộ đội ấy, nó đã giúp em làm giảm bớt cái lo lắng khi mình nhận được giấy báo nhập ngũ về cái việc sinh hoạt, ăn ở, ngủ nghỉ trong đấy không? Em có nghĩ cũng có thể. Vì là bản thân mình thấy bố sống trong quân đội từ rất là lâu rồi. Thì mình thấy là các sinh hoạt của bố hàng ngày cùng dậy sớm, nên là nấu ăn các thứ, mình nhìn vào mình cảm thấy là đây là một cuộc sống rất là tốt, và mình cũng muốn hướng theo. Tại vì là mình bản thân giới trẻ thì nó lười, bảo dậy sớm chắc chết là dậy được, nhưng mà khi vào quân đội thì phải dậy sớm, phải ngăn nắp, phải ăn đúng giờ, phải tập luyện như thế này như thế kia. Đấy, mình cảm thấy là cũng thú vị đấy, cũng có thể là vào để trải nghiệm như thế. Thì cái thời điểm đấy nhá, chị hỏi thì là thời điểm đấy Việt Anh có nghĩ đến bây giờ mình không học nữa này, bây giờ Covid nó cũng đang rất là nguy nan này, thì Việt Anh có nghĩ là thời điểm đấy hay là bây giờ mình lại theo bố mình đi theo con đường chuyên nghiệp luôn không? Không, tức là vẫn vẫy vùng theo cái quan điểm của mình, vẫn dư nguyên trong đầu mình là mình sẽ làm cái này, chứ mình không theo quân đội. Đó, thì quân đội rất là tốt, bản thân em thấy quân đội rất là tốt, nhưng mà bản thân em là một người thích đi đây nhỏ nhiều hơn, thích bay nhảy, thích tự do, thích sáng tạo, nên là đi nhiều vụ cũng là một cái điểm dừng chân mà em nói là một cái phép thử, cái dừng chân xem là khi mà mình thả vào trong một cái môi trường nó khắc nghiệt thì bản thân mình sẽ làm như thế nào đó để duy trì cái đam mê của mình, làm như thế nào đó để tiếp tục cái đam mê của mình trong một cái môi trường mà không là
rất là nghiêm ngặt. Nó rất là nghiêm. Nó rất là khó. Và nói vào trong quân đội mà định nói mà sáng tạo nội dung để quay video chụp ảnh làm TikTok thì một cái không thể xảy ra đúng đó. Không? Cho nên là em muốn là bản thân thử thả mình vào trong cái môi trường đó, thử tách biệt hoàn toàn với cả cái mà mình muốn. Xem là mình vùng vầy trong đó như thế nào. Và bùng một cái giống kiểu là vũ trụ đã gửi thông điệp rồi, thì vũ trụ nói con phải làm cái này thì cho dù là con đi đâu thì con không thể trốn được đâu. Thật ra chị nghĩ cái quan trọng nhất của chúng ta nhé, đấy là cái nỗ lực, cái ý chí, cái sự kiên trì của mình. Cái khoảng thời gian đầu tiên thì trong quân đội thì luôn luôn là phải cấm hết các mạng xã hội, thì là huấn luyện tầm khoảng 5 tháng 3 tháng tân binh và thêm 2,5 tháng huấn luyện nữa. Thì sau đó thì em được về đơn vị mới. Thì ở đơn vị mới thì em may mắn được vào một cái đơn vị nó khá là dễ trong cái việc mà cán bộ vẫn tạo điều kiện cho mình nhé. Sử dụng điện thoại để cho gọi liên lạc về cho người thân này, để liên lạc cho cán bộ nếu mà lúc nào cần ấy. Với lại một điều nữa là em được chuyển sang làm nấu ăn. Đó là cái gì nhỉ? Làm hậu cần. Thì một điều may mắn là khi mình được vào hậu cần thì hậu cần nó sẽ công việc thoải mái hơn, đấy, giờ rất thoải mái hơn đấy. Thì là em cũng thấy là công việc khá là thú vị, thì mình có thể là quay những lại, mình được sử dụng điện thoại mà, thì mình quay lại những cái clip, tại vì bản thân mình cũng đã trước đó thì mình đã thích làm phim, thích quay chụp rồi, có kinh nghiệm rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại một số cái clip để mình lưu giữ lại để sau này về mình xem. Chỉ đơn giản là quay để sau này lên xem thôi, đúng rồi. Đơn giản là quay để sau xem, quay lại mà cất đi thì nó cũng phí. Em có thể chia sẻ cái việc làm, tức là sau khi mình quay video để sau này nhìn lại thôi, thì sau để bắt đầu từ cái video nào nhé, tức là cái từ nội dung nào mà cho em cái ý tưởng là bây giờ mình sẽ chia sẻ những cái này lên cái mạng xã hội chẳng hạn. Và khi đó em có sờ đến cái việc là cả cái lãnh đạo ở trong quân đội ấy, người ta sẽ không đồng ý cái việc đấy, bởi vì một cái việc đấy là một cái việc chưa bao giờ xảy ra. Đúng rồi. Thời điểm bắt đầu ấy thì khi mà em làm thì cũng là chỉ làm cho vui thôi. Và quay những cái nó không ảnh hưởng đến ai cả. Ví dụ như là mình nấu ăn như thế nào này, mình làm những cái bắt trend, những cái trend gì đấy mà mình không cho xuất hiện những cái cán bộ vào ấy, thì là nó đang bình thường, nó đang ok. Và trong tâm kiểm soát. Hầu hết là ngay Tết thì cán bộ đang nghỉ hết. Thì em có quay một số video có các cái cán bộ có mặc quân phục lên, thì sau đó thì cái video đó thì bị cấp trên khiển trách và nói là các cái nội dung bình thường thì được, nhưng mà những nội dung liên quan đến hình ảnh của cán bộ này, hình ảnh mặc quân phục đeo cầu vai quân hàm thì chúng ta nên hạn chế, và những hình ảnh đó thì chúng ta sẽ không được đưa lên. Thì sau đó thì mình đã rút được kinh nghiệm, thì mình làm những cái video đời thường hơn. Cái thời điểm đấy là em bị khiển trách đúng không? Yeah. Bị gọi lên nhỉ? Bị khiển trách thế có bị hình phạt không? Có bị phải tiệt cây cột điện hay là? Thời điểm đấy thì có bị phạt lao động, và có một cái phạt mà em cực kỳ sợ, đấy là bắt xóa kênh TikTok. Bắt xóa hết video, bắt xóa. Thì em có trình bày. Em có trình bày là mình hiện tại đang làm cái nội dung này, hiện tại thì chỉ làm nội dung về đời sống thôi, nấu ăn các thứ thôi, cho nên là không liên quan đến những cái video vi phạm thì mình có thể xóa đi. Thì và mình nói cái quan điểm của mình là hầu hết những cái mình đưa lên đều là những cái mà tốt. Thì sau đó thì những cái nội dung mà em làm và đưa lên ấy thì sẽ được duyệt qua xem là thế là khi đấy mình bắt đầu có sự kiểm duyệt đấy, nội dung này rồi ok đó, không liên quan gì cả, ok anh cứ đưa lên đi. Còn lại thì chị nghĩ cái đấy cũng rất là thú vị, đúng không? Chị nghĩ cái đấy cũng là một cách để mình biết được là mình nên làm gì, mình và không nên làm gì. Ở trong cái khó ấy, nó sẽ là cái cơ hội cho mình. Đúng rồi. Tại vì một cái bây giờ bình thường ở ngoài cả kênh TikTok ấy, người ta đầy cả cái nội dung để người ta sản xuất, đúng không? Thoải mái mà. Nhưng mà trong quân đội ấy, thì chị nghĩ cái đấy cũng là một cái nó dễ để đẩy lên xu hướng. Dạ đúng rồi. Thì cái video đầu tiên là của Việt Anh đạt cái view cao nhất ấy. Đạt view cao nhất khi ở đang cái môi trường quân đội là cái video nào nhỉ? Tới thời điểm hiện tại cái video đạt cái lượt view cao nhất và cái video đúng là cái video có tầm ảnh hưởng nhất. Đấy là video em làm video bắt trend biến hình. Đấy.
thì chắc là tầm đầu năm thì bắt đầu có một cái trend là mọi người sẽ biến hình theo các biến hình các bộ trang phục theo cái nền nhạc đấy, thì mình cũng nghĩ là bây giờ thì biến hình mọi người có những cái bộ trang phục rất là đẹp thì mọi người có thể biến hình được. Bản thân mình trong quân đội thì mình rất là muốn đủ cái trend này để xem là mình biến hình như thế nào. Mà đồ trang phục thì chắc chắn là không có rồi. Thì mình lại trong bộ đội cùng chia ra rất là nhiều bộ quân phục khác nhau. Ví dụ như là bộ thường dùng này, thường dùng mình mặc hàng ngày này. Thứ hai là bộ dùng để mình đi huấn luyện này. Thứ ba là bộ dùng để mình trong những cái dịp trọng đại. Thì mình thấy là bây giờ mình sẽ nắm bắt cái cơ hội này. Thứ nhất là để bắt trend, để cho thỏa mãn cái thỏa mãn cái nhu cầu của mình là muốn bắt trend và muốn cho mọi người biết. Đấy, thứ hai là mình muốn đưa những cái bộ quân phục của quân đội nhân dân Việt Nam lên cho mọi người cảm thấy là mọi người có thể được xem. Tại vì là hầu hết có những cái bộ quân phục mà mọi người thấy hàng ngày hoặc là có những cái bộ quân phục chỉ có sử dụng trong những cái đại lễ mới được. Thì rất là may mắn một điều là bố em, tất cả bộ quân phục đó bố em đều có. Đó, cho nên là mình nói là bố ở nhà bố có con mấy cái bộ quân phục ngày xưa đó, cho con mượn. Bố nói ok về lấy đi. Việt Anh có nhớ cái video đấy bây giờ nó đạt đến tầm bao nhiêu view? Nó hiện tại thì nó tầm khoảng mười mấy triệu view và 1.3 triệu tim. Nó cũng giống như một cái sự bùng nổ của cái kênh em ấy. Kênh em trước đến trước đây mọi người biết đến là một chủ bộ đội vui tươi, làm những cái clip nó hài hước, nhí nhố và chỉ có những cái chia sẻ kiến thức. Nhưng mà sau khi mà mình tạo được cái trend, mình bắt được cái trend đấy thì mọi người có một cái nhìn khác là ngoài những cái hoạt động bình thường đó thì mình còn có thể làm được những cái nội dung mà tạo lên cảm xúc cho người xem như thế. Và sau đó thì sau cái clip đó thì em cũng có thể tạo lên những cái clip biến hình khác, nó mang cái nội dung về quân đội nhiều và cùng những cái clip biến hình đó cũng được sự đón nhận của mọi người rất là nhiều. Mỗi lần mà mình muốn sản xuất một cái nội dung ấy, đó, cái ý tưởng thường là sẽ đến bất ngờ. Vậy anh có cái sự chuẩn bị hay là cái gì, ví dụ là đêm nay bắt đầu lên giường đi ngủ nhá, mình bảo ngày mai mình sẽ làm gì không, hay là ngày mai đêm nay ngủ cái đã, ngày mai đến thời điểm đấy thì nếu như mà nó xảy ra vấn đề gì thì mình sẽ lấy đấy làm ý tưởng hay không? Nhưng cái nội dung ban đầu em làm ấy thường thường là về chia sẻ cái cuộc sống hàng ngày. Cho nên là hàng ngày mình làm những gì thì mình quay lên và sau đó thì mình lồng ghép lại. Hầu hết những cái video đầu tiên em sẽ không có kịch bản nhiều đâu. Vì là bình thường mình dậy mấy giờ này, mình làm gì, nấu ăn như thế nào này, sau đó thì sẽ sinh hoạt ra sao thì mình sẽ quay lại. Một cái video mà em làm là chia sẻ một ngày mình làm gì thì có thể là mình mất mấy ngày để mình quay. Ví dụ như ngày hôm nay mình quay buổi sáng thì hôm sau sẽ có buổi chiều, hôm bữa buổi trưa đấy, thì mình sẽ quay lại sau đó mình ghép lại thành một ngày. Hoặc là những video về sinh hoạt thì mình cũng tận dụng những cái thời gian nghỉ ngơi để mình làm, hoặc là những cái video làm những cái món đồ vui vui thì mình cũng có thể là tận dụng thời gian nghỉ trưa. Như thế thì chị thấy là ở trong cái thời điểm đấy, nếu như mà Việt Anh cũng phải tập trung cả làm bếp này, rồi cả cái khác, cả cái hoạt động khác của trong đơn vị này, rồi cả cái sản xuất nội dung của mình nữa, thì riêng việc sản xuất nội dung như thế thì có ảnh hưởng đến những cái sinh hoạt hoặc là cả cái hoạt động ở trong quân đội của Việt Anh không? Thời điểm ban đầu thì em làm thì sử dụng thời gian nghỉ trưa. Thì khi mà mọi người nghỉ trưa thì em lại đi quay clip, sẽ không ngủ trưa. Nhưng mà có một cái động lực là cả cái clip em làm được mọi người ủng hộ rất là nhiều. Thì khi mà mình xem bản thân cho mình ngủ mình cũng không thể ngủ được. Cái thời gian trong quân đội đó khá là khít nhóc. Và mình muốn dành thời gian để làm một điều gì đó thì mình chỉ có thể là bỏ cái thời gian nghỉ trưa của mình ra để làm thôi, cánh thủ thôi. Thì thời điểm ban đầu thì khi mà em nấu ăn xong thì mọi người ăn xong thì mình có thể là rửa giòn. Sáu phải rửa bát đâu? Có. Em vừa phải nấu ăn vừa phải rửa bát mà. Tức là mình em hay là có cả một có cả các bàn nữa, nhưng mà hầu hết là em nấu ăn xong thì sẽ chia ra có người giòn và người rửa, thì em cũng phải rửa thôi. Đó. Thì sau khi mình rửa giòn xong thì mọi người đi ngủ thì bắt đầu mình sẽ cầm điện thoại là làm. Vì là thời điểm đấy thì mọi người cũng ngủ hết này, cũng không có ai cả, mình cũng sợ làm phiền người khác á. Với lại là khi mà mình cầm một cái điện thoại lên để mình đi quay này nọ thì mình cũng ngại đúng không? Thì mình chọn cái thời điểm nó ít người nhất để mình làm. Có các clip ở trên mạng thường thường nó thấy nói là khi mà các bạn thấy các chủ bộ đội đi ra ngoài bán rau ấy thì khoán là mua rau của chủ bộ đội. Tại sao? Tại vì là
lâu lắm các chú bộ đội mới trồng được cái mớ rau đó và lâu lắm các chú bộ đội mới được ra ngoài để bán rau. Thì biết là người dân sẽ rất là thương các chú bộ đội và muốn mua rau cho các chú bộ đội mà ủng hộ mà. Nhưng mà các chú bộ đội lại không muốn điều đó. Các chú bộ đội lại muốn là bán chậm hơn để được ra ngoài lâu hơn. Để được đi ra ngoài lâu hơn. Đó, cho nên là khi mà mọi người mà thấy các chú bộ đội mà có thể là đưa rau ra ngoài bán thì các mọi người có thể là mua một ít để lại một ít để cho các chú bộ đội đi thăm dòng đi chơi mà. Tại vì là lâu lắm mới được ra ngoài mà. Đó. Thế thì sau này nếu như mà chị gặp các chú bộ đôi chị không có dám mua, chị đó, sẽ đứng. Đó, chị sẽ đứng và chị trả giá, trả giá được chứ, trả giá. Nói chuyện, đấy, để cho các chú có thể đi bán rau lâu hơn. Thì đến thời điểm hiện tại là Việt Anh xuất ngũ được mấy tháng rồi nhỉ? Bây giờ là tháng 6, chắc không tầm khoảng 6 tháng đấy. 6 tháng. Thì ở trong đấy là 18 tháng đúng không? Dạ. Yeah. Thì sau khi xuất ngũ thì Việt Anh, cái công việc của bạn Việt Anh là TikToker nhỉ? Thì sau đấy đã bắt đầu quay trở lại chưa hay là có một định hướng khác so với cái việc mình đang làm khi đang ở quân đội? Thời điểm hiện tại thì em vừa làm sáng tạo nội dung, vừa là làm đi du lịch hoặc là đi trải nghiệm ẩm thực. Thì cái định hướng tương lai thì em chắc chắn sẽ có những cái định hướng khác nó xa hơn. Nó không phải là chỉ sáng tạo nội dung đơn thuần đâu. Thì cũng có một số cái định hướng như là mình thay vì mình làm thì mình có thể tư vấn cho người khác làm. Mình thấy cố vấn, mình có thể là giúp người ta cùng muốn làm chẳng hạn. Thì mình sẽ đưa ra cái định hướng cho người ta là có thể làm tốt hơn. Hoặc là những cái nó xa hơn một tí nhưng mà đó là cái dự định tương lai thì mọi người có thể là theo dõi cái cuộc hành trình của mình. Ví dụ bây giờ cái quyết định hiện tại của Việt Anh là vẫn tiếp tục theo con đường sáng tạo nội dung này. Thì bố mẹ có phản đối hay là đồng hành cùng hay là có ý kiến gì về việc gia đình ấy? Thì ở thời điểm hiện tại gia đình em và trước đây cũng thế, gia đình em cũng không bắt buộc em phải làm như thế này như thế kia đó. Bố mẹ luôn luôn chỉ nói một câu là con có thể làm những gì con thích, miễn sao con chịu trách nhiệm được với những cái công việc đó là được. Đó thì ở thời điểm hiện tại bố mẹ em cũng đã về hưu hết rồi và bản thân em cùng 26 tuổi rồi, thì cũng có thể là bố mẹ cũng rất là lo lắng về cái công việc của mình. Bản chất bố mẹ cũng không thể nói tên được cái công việc của mình là gì, và bản thân mình cũng thế, bản thân mình cũng không thể chia sẻ được bố ơi con mình hôm nay con làm clip như thế này có quảng cáo như thế này, các cụ sẽ không thể hiểu được, đó, quay clip như thế này thì lại làm gì có tiền đâu. Và em thấy một cái quan trọng nhất khi mà mình muốn bố mẹ mình ủng hộ cái công việc của mình á, là mình chứng tỏ cho bố mẹ mình thấy cái công việc mình đang làm là như thế nào. Thì cũng may mắn là bố mẹ em cũng rất là ủng hộ công việc của em. Bản thân ở nhà bây giờ em quay cái clip nhá, em nói bố ơi quay cho con cái, bố nói đưa đây bố quay cho. Rồi là nói là bố cầm máy quay thì bố nói góc ní không được, góc ní phải đấy này, phải lại để quay mới đẹp này. Đó, bố em cũng là một người thích quay phim chụp ảnh, và em thấy là em được bén duyên về cái công việc này cũng có thể là một phần cho bố em. Vì là khi mà bố em làm quân đội ấy thì bố em cũng đã được cấp phát những cái thiết bị như là máy ảnh và máy quay. Thì em được tiếp xúc với những cái thiết bị đó từ nhỏ và em thấy là nó rất là thú vị. Nhắc đến cái việc mà bố mẹ hỗ trợ để cùng em quay, chỉ còn nhớ một cái video là em làm cho một cái thương hiệu ở Vinh Minh đấy và có sự có mặt của cả bố cả mẹ đúng không? Bố mẹ em không cần phải quay đi quay lại nhiều lần, không phải nói bố ơi đoàn đi là ta quay đi nhá. Rồi ok, bấm máy quay luôn, ok xong hết. Tự nhiên nhờ. Bảo là mẹ đoàn nên mẹ giới thiệu cho con là chúng ta phải nấu như thế nào nhá. Mẹ này ok được chưa? Được rồi, xong luôn. Đó, từ nên em cảm thấy là mình may mắn với cái điều là cả bố cả mẹ đều ủng hộ và cả bố cả mẹ đều bây giờ đã hiểu hiểu và góp phần cho mình làm cái sáng tạo của mình đó. Bây giờ mình đã ra khỏi quân đội được nửa năm rồi nhá, thì bên anh còn giữ cái lịch sinh hoạt của mình như ở trong quân đội không, hay là nó là bị bẻ lái rồi? Nó cũng khó, tại vì là tính chất công việc, tính chất công việc mình bắt buộc phải, thứ nhất là phải làm đêm, thứ hai là nó bảo là bây giờ mà dậy 4-5 giờ sáng thì nó cũng khó. Nhưng mà dậy thì mình sẽ vẫn dậy được thôi, nhưng mà mình thấy là khi mà ở trong quân đội thì nó bắt buộc phải làm thế. Sáng thì mình cũng dậy tầm khoảng 7-8 giờ thì cũng được, theo giới trẻ hiện tại thì dậy khoảng 7-8 giờ gọi là sớm rồi đó. Thì cũng nhưng mà mình vẫn giữ những cái nề nếp, ví dụ như là nó gọn gàng hơn này,
đó, nó chỉnh chu hơn, chuẩn mực hơn cách về cách cư xử, cách nói chuyện. Em cảm thấy là tất cả các bạn trẻ mà đi bộ đội về á, thì sẽ có một cái không phải dơ dắt, các bạn có thể là không, các bạn có thể là không giống nữa, nhưng mà về cái cách xưng hô, cách nói chuyện này, cách ứng xử và cách giao tiếp bên ngoài trưởng thành hơn, nó sẽ trưởng thành hơn và nó sẽ khi nào nó khiêm tốn hơn. Ví dụ như với người già, người lớn, các thứ, với trẻ nhỏ, thì trong môi trường quân đội chúng ta sẽ được rèn cái điều đó, thì không có nhì nhố nữa. Có thể là cùng nhì nhố, nhưng mà khi mà chúng ta gặp người lớn ấy, chúng ta sẽ dành một sự tôn trọng nhất định. Bây giờ có ai hỏi là con nên đi bộ đội không, thì em luôn luôn tán thành là nên đi. Khi mà chúng ta mới ra trường chẳng hạn, chúng ta chưa có một cái định hướng nào cả, thì em vẫn khuyến khích mọi người nên đi. Bản thân hiện tại em của em đang chuẩn bị thi lên đại học, thì em mới nói là bây giờ nếu mà mình xác định được cái hướng đi của mình và xác định được cái điều mà mình thích, thì mình có thể đi học đại học. Nhưng mà nếu như mình đang mông lung quá ấy, thì mình có thể là đi nghĩa vụ. Thứ nhất là để chúng ta có thể là làm người kìa, cái sau đó chúng ta thì có thể làm bất cứ chuyện gì khác. Và những cái mà chúng ta có thể học được trong môi trường quân đội ấy, chưa chắc ra ngoài đời chúng ta có thể học được những điều đấy, hoặc là chúng ta mất rất nhiều thời gian để chúng ta có thể học đó. Cho nên là môi trường quân đội nó cũng rất là tốt. Thì theo Việt Anh thì ngoài cái môi trường quân đội nhá, thì cái môi trường đại học ấy, ví dụ như những bạn mà người ta đang học ở trong cái trường mà người ta không thích, không phải là đam mê, là sở thích của mình ấy, thì Việt Anh có cái lời khuyên gì đối với những bạn như thế? Về cái việc mà khi mà chúng ta chọn một môi trường để học đại học nhưng mà chúng ta không gọi là không thích và không hưởng thụ lắm về cái môi trường đấy, thì nếu mà trong cái trường hợp mà chúng ta mới bắt đầu thôi, mới bắt đầu chọn, thì chúng ta có thể chọn lại. Nhưng mà khi mà chúng ta đã theo cái ngành học đó đến một năm chặng đường một chặng đường rồi, mất một thời gian rất là nhiều rồi, thì em nghĩ là chúng vẫn nên tiếp tục và hoàn thành cho xong. Vì là mỗi người ấy, thì mỗi chặng đường chúng ta nên hoàn thành tốt cái chặng đường đó. Cái việc công việc sáng tạo nội dung ấy, bây giờ chị thấy nó đang là một xu hướng. Bây giờ rất nhiều người nhé, kể cả các thương hiệu lớn hay là các cá nhân nhỏ, người ta cũng đang bị cái đấy nó cuốn vào. Có những người nó làm một cách tự nhiên, nhưng mà có những người cũng muốn đi theo cái con đường đấy, đặc biệt là những bạn trẻ. Thì Việt Anh có cái lời khuyên nào hay là một cái gọi là góp ý đối với những người đang muốn theo con đường sáng tạo nội dung hay không? Về một cái góp ý nhỏ nhỏ là em thường gặp phải các bạn mới bắt đầu muốn làm cái công việc này, nhưng mà các bạn đã đặt vấn đề rất là cao để em phải làm như thế nào để tạo ra thu nhập từ cái công việc này. Thì bản thân em khuyến các bạn một điều là khi mà các bạn bắt đầu dấn thân vào cái công việc này ấy, thì đầu tiên phải là làm cho bản thân, phải chia sẻ được cái cuộc sống của mình, phải tạo lên giá trị để cho người xem. Thì khi đấy chúng ta mới mong cầu là sẽ tạo lên nguồn thu nhập từ cái công việc đó, đúng không? Thì rất là nhiều bạn trẻ đã gặp phải cái vấn đề này khi mà thấy là các thông tin từ trên mạng ấy, các TikToker tháng kiếm 100 triệu, tháng kiếm như thế này như thế kia, làm rất là hào hứng, rất là hào hức là ui tôi cũng muốn làm như thế này. Nhưng mà điều đầu tiên các bạn phải nghĩ là mình làm cái công việc này ấy, thì mình muốn người ta biết đến mình bởi cái gì. Mình phải có một cái giá trị gì đó đem lại cho người xem, thì khi đó người xem mới đem lại một thứ gì đó cho mình đó. Điều đầu tiên vẫn phải là thứ nhất thỏa mãn đam mê của các bạn, và các bạn chia sẻ được những cái mà mình mong muốn, chia sẻ được giá trị cho cộng đồng, thì lúc đấy thì chúng ta mới mong cầu là bây giờ mình sẽ cộng đồng sẽ mang lại cái gì cho mình. Tại vì là cái nghề sáng tạo nội dung này nó cũng như thế này như thế kia lắm, cho nên là nó cũng chị nghĩ là không tự dưng một tự nhiên người ta kiếm được 100 triệu đâu. Người ta phải đánh đổi bằng thời gian này, đúng rồi, mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu. Nó không đơn thuần chỉ là cái clip vui vẻ các bạn xem được đâu. Đằng sau những cái clip đó chúng ta phải dành thời gian để lên kịch bản này, dành thời gian để quay này. Đó, sau quay thì chúng ta phải edit chỉnh sửa này, sau khi chỉnh sửa thì chúng ta phải hiểu nền tảng và đắng như thế nào cho nó chạy vi phạm này, rồi, đấy rồi. Nó rất là nhiều. Chị nghĩ riêng cái việc đi từ ý tưởng đến hoàn thành nội dung nhá, thì nó cũng là một cái quá trình nó rất là nhiều rồi. Và bản thân ví dụ như Việt Anh là một người ké hết từ đầu đến cuối, từ lên ý tưởng, từ kịch bản. Những bạn TikToker mà không tự làm được những cái đấy ấy,
là phải thuê đúng không? Ekip đúng không? Mà cái chi phí cho ekip thì cũng cực kỳ lớn. Ừ, cực kỳ lớn. Ít nhất một bạn muốn làm một cái video, chả biết cái video nó có lên xu hướng hay không. Đúng rồi. Cái view nó đến bao nhiêu, nhưng mà riêng cái chi phí mà trả cho ekip nó là một con số. Bản thân các bạn trẻ không phải là muốn là làm được, trước khi người ta là có nền tảng về kinh tế là lớn, đúng không? Hầu hết em thấy những cái bạn trẻ hoặc là những người mà làm xây dựng kênh TikTok ấy, mà người ta không có khả năng để ôm đồm tất cả mọi việc, thì hầu hết người ta sẽ thuê một ekip làm. Và những người xây kênh đó thì thường thường là những người đã có nền tảng rồi. Và người ta chỉ muốn là xây kênh TikTok để giới thiệu bản thân mình thôi, cho người ta biết là cuộc sống mình như thế nào thôi. Cho nên là các bạn cũng không quá là, khi mà chúng ta mới bắt đầu, tôi muốn làm TikTok, tôi muốn làm thật là xịn, thật là video thật là đẹp, nên tôi sẽ thuê ekip. Nhưng mà cuối cùng là những cái bạn làm đó thì nó đem nó tạo đến giá trị gì? Đó. Rất là khó, chị nghĩ là không đơn giản đâu. Thật ra bản thân chị cũng từng nuôi mong tưởng là xây dựng một kênh TikTok. Bởi vì là chị cũng là một người có khả năng về ý tưởng, sáng tạo nội dung. Chị không biết về cái edit hay là quay dừng các kiểu thôi. Nhưng mà thật ra là nó chỉ nằm ở trong đâu. Và khi thực hiện nó rất là khó. Để mà dài hơi, để nó đẩy lên được một cái kênh nó mang tính chuyên nghiệp ấy. Mình phải cần, nếu như bản thân mà không học hỏi được, từ học hỏi, từ tìm hiểu, thì phải bắt buộc là phải có một ekip người ta sẵn cho mình. Chứ không phải là ôi mấy trăm triệu đấy đơn giản lắm, chỉ làm cho người ta cười hay là người ta chia sẻ đấy, đúng thì không? Cũng có một cái là chúng ta nghĩ đơn giản thôi, nghĩ cái nền tảng TikTok giống như là một cái profile của mình ấy, hoặc là một cái gì đấy để cho mình chia sẻ lên, chia sẻ cuộc sống của mình thôi. Mình chỉ nghĩ đơn giản thế thôi thì mình làm. Thì ví dụ như cuộc sống của mình thú vị, cái con người của mình thú vị thì được nhiều người khác thích đó. Ban đầu chúng ta luôn luôn nghĩ đơn giản thôi, chúng tôi làm vì là bản thân tôi muốn chia sẻ cho các bạn thấy là cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào, vui như thế nào. Thì khi đó nếu các bạn thích những cái video mà tôi làm thì các bạn có thể kết bạn tôi, chúng ta có thể làm bạn với nhau. Đấy là cái lợi ích đầu tiên khi chúng ta xây dựng một cái nền tảng nào đó. Còn cái việc mà kiếm thu nhập thì chúng ta phải bỏ dành rất nhiều thời gian cho nó, dành nhiều thời gian công sức và xem nó như một cái nghề. Khi mà chúng ta xem nó như một cái nghề, tập trung toàn bộ cái năng lượng của mình, cái kiến thức của mình vào đó để chúng ta làm, thì nó sẽ tạo nên nguồn thu nhập. Thì nguồn thu nhập nhiều hay ít thì do cái khả năng của mình. Chị nghĩ là bất cứ một công việc gì nhé, không thể ăn sổi được không? Đúng rồi. Nhà không thể ăn sổi được không? Nhất là làm trên nền tảng mạng xã hội. Nhất là làm trên nền tảng mạng xã hội. Nếu các bạn làm để ăn sổi thì có thể là các bạn có thể ăn được thật đấy. Nhưng mà nó không tạo giá trị lâu. Bởi vì chị thấy là thật ra nó dễ nhưng mà nó rất là khó. Bởi vì cả bây giờ cả cái kênh rồi cả cái sự cạnh tranh của người này người kia nó rất là nhiều. Nó không hề đơn giản. Đấy là số đầu tiên của chuyện này Đan. Và cũng thật là may mắn bởi vì chị đã mời được một người quen cũ. Chào. Thì em cũng mong là đấy là số đầu tiên và cũng là lần đầu tiên em được ngồi nói chuyện với chị Thiên. Thì em cũng mong là sau này chúng ta có thể có những số tiếp theo và cùng là em nhưng mà nói về nội dung khác. Chị cực kỳ mong luôn nhá. Đấy, bây giờ là chúng ta đang nói chuyện về mạng xã hội, về cả Gen Z và về TikTok. Chúng ta sẽ nói về tình yêu. Tình yêu của Việt Anh. Việt Anh có mối tình đâu chưa? Có chứ, em có mối tình đâu mà. Có rồi à? Có hơi đào. Sau mối tình đâu thì có thêm mấy mối tình nữa thôi. Sau mối tình đâu thì mối tình đâu nó hơi vỉa hơi nặng. cái cánh cổng nó mở ra. Cánh cổng nó mở ra nó đóng lại mà nó đóng chặt quá. Theo chị thì không nên như thế Việt Anh ạ. Em cũng đang muốn tìm hiểu chứ. Chúng ta hãy yêu đi. Thì bây giờ chị sẽ có hai thử thách dành cho Việt Anh. Nhưng mà Việt Anh chỉ được chọn một. Thử thách đầu tiên là ôm chị. Ôm chị. Chị có cái option khác không? Option đầu tiên chỉ là ôm chị. Việt Anh có đồng ý không? Em không, em chơi option thứ hai thôi. Việt Anh không hối hận đúng không? Không hối hận đúng không? Yên tâm, nếu Việt Anh đồng ý cái thứ nhất thì chị cũng không cho Việt Anh ôm đâu. Ok, bây giờ cái option thứ hai nhé. Sẽ là các anh. Đây đúng là một bạn nhảy TikTok nhá. Đúng là một bạn nữ xinh đẹp nhưng mà đúng rồi, TikTok này. Bây giờ bạn Ngọc Ánh sẽ thử thách Việt Anh nhảy. Ok. Chấp đúng. Ok. Ok, được chấp nhận thử thách. Ok. Đây Ngọc Ánh bạn đấy. Đây, vâng. Ok. Và bây giờ anh tự tin vượt quá không ạ? Ok, anh tự tin mà. Trời. Ok, vậy thì anh bà sẽ bắt đầu chỉ cho anh một thử thách đầu tiên nhé. Thử thách đầu tiên ạ. Chỉ xích vào đấy cùng tập với em nhé.
Ok, đầu tiên mình sẽ có hai tay như này. Hai tay như này, một tay trái phía dưới. Tay phải bên trên. Động tác đầu tiên sẽ là 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8 và 1 này. 1 2 3 và 4 và chậm thôi, đưa lên này. Ok, để cho sẽ cả chân nhá. Tiếp theo là chân trái mình sẽ được lên này. 1 này, tay vẫn như thế. 2 3 và 4 5 6 7 và 8 và 1 2 3 và 4 nhảy lên một cái ạ. Nhảy lên một cái và đưa lên mặt. Ok. Ok, được 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 được. Sắm chưa? Ok. Mọi người còn một điểm ghi lại một lần nữa không? Ok ok, một lần nữa nha. Lặp lại. 5 6 7 8 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8 và 1 2 3 4 5 6 7 8 và 1 2 3 1 5 6 7 8 và 1 2 3 1 5 6 7 và 8. Ok, được. Chị Tiên, chị Tiên chịu khó mà theo nhá. Chị không cược, chị chỉ đứng phù hòa thôi cho nên chị cũng sợ phải đánh ạ. Phải đánh phải cẩn thận nếu bị thua nhá. Em đơn giản thôi. Thưởng nhỉ? Thắng sẽ có thưởng nhưng mà thua sẽ bị phạt. Ok. Ok. Đánh lên nhá. Chết 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 chết. Ok, thêm một lần nữa, à, ok, lần nữa được này, nghe nhạc quen rồi. Ok. Rồi, cái này xem như là ok hoa nhá. Nhưng bây giờ Ngọc Ảnh hoàn thành. Các bạn có muốn đưa thêm một thử thách nữa cho về đánh không? Tất nhiên là có rồi, nhưng mà anh vượt quá thì em phải có một thử thách khó hơn. Ok, bây giờ em thì thử thách khó hơn đi. Chị bí mật cho Ngọc Ảnh là trước đây Việt Anh cũng là một dancer. Cho nên cái nào dễ thì cẩn thận nhá. Vậy thì em một ít nhạc khó hơn nhá. Ok, điều lệnh đội ngũ trong quân đội khó thì anh còn làm được thì mấy cái nhảy này ăn thua chứ, nhảy TikTok thôi mà. Đây là cửa ải mỹ nhân đấy nhá. Ok. Ok. Ok, xin nhạc nhá. Không hay là mình vào luôn. Em thử vào luôn đi. Vậy vào luôn nhá. Bây giờ tập quá đoạn đi. Tập quá động tác. Ok, và qua động tác okay. Tiến này. Thế là đánh vào tay anh sẽ được anh bước chân to đã. Ok. Chung chân xuống. Tay phải và đánh vào người. Đóng cái chân chân vào. Ok. Yeah. Đóng phần chân vào. Ok. Đưa phần ngực ra. Đưa phần ngực ra. À. Học tay này. Tay để ở vai này. Đánh phần ngực ngồi bên. Đánh phần hông ngồi bên. Đúng rồi. Đúng rồi. Đưa phần ngực lên. Và ngược lại. Ok. Ok. Quả này khó mà. Xuống. Hất ngông lên. Xong. Hất ngông lên ba. Đưa tay ra lên chẳng ạ. Sang phải. Đẩy. Đẩy hông sang phải. Ok. Sang trái. Sang phải. Và sang trái. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và đánh lên một cái ạ. Cái này liệu có dê quá không Ngọc Ánh? Em nghĩ là không đâu vì nhạc cũng khá nhánh mà. Ok, thì bây giờ cho bạn nhảy được đi. Bây giờ chị sẽ theo dõi nhá, để phân thắng thua nhá. Bắt đầu được chưa? Ok. Ok. Chào xin nhạc nhá. Phải đánh thua. Nhảy đến đi. Đó. Cái đánh đỡ thôi. Cái đánh đỡ thôi. Cái đánh đỡ thôi. Cái đánh đỡ thôi. Cái đánh thua đúng không? Vậy thì anh còn muốn live lần nữa không? Anh chấp nhận là thua thử thách này. Anh thua cái này. Anh đâu ha. Anh xin thua. Rồi bây giờ là Việt Anh đã nhận thua. Thì lúc nãy thì anh đã hỏi là nếu mà thắng ấy thì sẽ có thưởng. Nhưng mà vì Việt Anh thua nên Việt Anh phải chịu phạt. Và hình phạt là không có option. Nó chỉ đúng một option duy nhất. Đấy là Việt Anh sẽ bế Ngọc Ảnh theo kiểu dạng hoàng tử bế công chúa ấy. Thôi ngài lắm. Việt Anh không ngài thôi, chúng ta không cần biết gì phải ngài cả đúng không? Việt Anh có ngài không? Được, ok. Ngọc Ảnh đồng ý chứ? Vâng ạ. Ok. Bây giờ thì hình phạt. Nếu mà bế đi làm răng nữa
đứng lên ngồi xuống đi. À, đứng lên ngồi xuống. Để kiểu squat, squat, squat. Ok, tăng độ khó cho game. Được. Okay. Squat bao nhiêu cái chị? 10 cái ok không? Ok ok. Ok ok. Chúng ta thử thách. Rồi, bắt đầu nhá. Thử thách bắt đầu nhá. Rồi. Ok, rồi anh chỉ đếm 1 đến 3 nhá. 1 2 3. Ok, bây giờ squat đúng không? Squat đi. 10 cái nhá. 1 2 3. 4, mình đánh cổ lên. 5 6 8 9 10, có thêm nữa không? 1, để xem đến bóng 1. 12 13 16 17 cổ lên. 18, ta là quân nhân mà. 19 20. Ok. Ơi. Phạt. Rồi. Bây giờ nhá, xem như là hình phạt là Việt Anh ok rồi. Ok. Hình phạt nhưng mà chiến thắng đấy. Thế Việt Anh có cảm giác gì khi bể một cô gái mà mình chưa bao giờ gặp mặt hay là tương tác ở bên ngoài không? Mệt. Ngoài mệt thì có cảm giác gì nữa? Chắc chắn là hơi ngại rồi. Chị hơi không thấy vui hay là có vui chứ. Có vui mà, đừng bị bắn vui mà, nhưng mà mệt. Câu chuyện của Việt Anh và Tiên đến đấy sẽ phải dừng lại, thì hy vọng là trong số tiếp theo mọi người sẽ tiếp tục theo dõi các câu chuyện của Nai Đan phát sóng hàng tháng, mỗi sáng ít nhất là sẽ là một số. Hy vọng là sẽ gặp Việt Anh ở trong một cái số khác và về những cái nội dung khác. Nội dung khác nha. Và cố gắng đẹp trai như ngày xưa chị mới gặp. Có thể là lần này, lần sau chúng ta gặp thì một cái phiên bản khác. Ok. Chào mọi người. Chào mọi người nhá.